Trước khi định nói điều gì, ta nên học hạnh nhu mì lắng nghe. Trước khi chỉ trích cười chê, ta nên nhìn lại tự phê phán mình. Phật dạy, tu tại tâm không bằng tu tại miệng. Đơn giản là khẩu nghiệp không phải tự dưng mà hình thành. Nó là sự dung hòa của thân, tâm, ý, khiến lời nói phát ra từ miệng. Từ suy nghĩ tạo hành động, tạo lời nói. Từ hành động, lời nói tạo thói quen. Từ thói quen đó tạo ra tính cách, số phận của người đó. Nên tự mỗi người đều có thể tự điều chỉnh hành vi của mình để tránh khẩu nghiệp, tức là tránh họa cho mình. Người thiện lương nói lời hay ý đẹp, tất yếu cuộc sống được vui vẻ, được mọi người trọng vọng. Nhược bằng kẻ ăn không nói có, tự trong lòng sẽ cảm thấy bất an. Người đời biết được ắt sẽ xa lánh nguyền rủa.